chơi á, nó đi chơi với anh em nhà nó. Nhà nó có 4 5 anh em chơi với nhau rất là thân. Và một cái buổi tối nọ tụi nó ăn tôm nhúng mù tạt. Và nó lấy con tôm tươi ra, nó lột vỏ ra. Thằng anh của nó đó cầm một thằng thằng đó hơn nó 2 tuổi. Nhúng vào trong cái mù tạt, mù tạt thường người ta pha lỏng ra với nước tương, nhưng hôm đó thằng anh nó không pha, để nguyên một tuyết mù tạt xịt vô. Sau đó quay con tôm xanh lè đó, cầm đưa lên hỏi: "Đứa nào dám ăn con tôm này?" Thằng con tôi nói: "Tôi." Ồ, chắc nó hào hứng giống cha đó. Thế là tôi ngồi kế bên, tôi biết chuẩn bị rồi. Nếu mà tôi cứ để im đó, và thằng con tôi nói tôi cầm bỏ miệng nuốt chửng. Chụp cái ly Coca uống, chụp cái lon Coca cái bên đổ, chạy thẳng vô toilet. Tôi không biết nó làm gì trong toilet. Đi ra mặt đỏ cay, nước mắt nước mũi tè le, trông rất thảm thiết nhưng vẫn sống. Nếu ngay giây phút đó mà mình nói dừng lại, không được làm như vậy, sau đó mình chỉ vào thằng cháu mình: "Sao mày ngu vậy hả? Mày có biết làm như vậy em mày sẽ bị sạc không hả?" Nếu mình nói như vậy thì cả hai thằng đều không học được bài học gì. Từ đó thằng con của tôi nó đi ăn cái gì á, nó đều lấy đầu đũa nó chấm và nó múc thử. Bao nhiêu người biết có đắng cay người ta bắt đầu có sự cẩn thận. Anh chị có thể nào mà đi hết cuộc đời này để bảo vệ mấy thằng ngu nó chơi con mình? Ai đây tin rằng tôi có thể bảo vệ con tôi cả đời ở mọi mặt trận đưa tay nói tôi? Tôi là tôi không dám rồi đó. Bao nhiêu người biết có những nơi không thể nào bảo vệ con mình được trừ nó? Mình không thể bảo vệ nó được trừ nó. Bao nhiêu người muốn dạy cho con mình năng lực tự bảo vệ ở mọi nơi mọi lúc đưa tay nói tôi? Cứ để cho nó ăn, vì chưa có thằng nào sặc mù tạt chết đó. Tôi chưa thấy đăng báo, chưa có ai ăn sặc mù tạt chết. Và hãy để cho con mình nó được trải nghiệm một lần trong đời của nó. Và lạ lắm anh chị, từ đó về sau á, nó đi ăn là nó cứ lấy đũa nó chấm. Tôi không cần nhắc nó, không cần nhắc, tự nhiên trong não của nó có cái phản xạ đó luôn. Tức là nó không dám tùy tiện ăn một cái gì đó lạ mà trước đó nó chưa từng ăn. Vậy thì có phải nó đã có một cái năng lực bảo vệ chính nó không? Ai đây muốn trang bị năng lực cho con đưa tay nói. Nhớ đây nha, hãy để cho nó, hãy để cho nó được trải nghiệm. Như vậy là mình ghét nó hay thương nó? Thương nó chứ. Và ngoài cái việc mình thương nó, mình còn thương ai nữa? Thương mình. Chứ nếu không mà suốt ngày nó đi đâu mình nó không biết có thằng nào hãm hại con tôi không, không biết có ai hãm hại con gái tôi không, sợ đó. Thay vì mình ngồi mình sợ như vậy thì nếu đến lúc cần hãm hại là vẫn có thằng nó hãm hại như thường. Nhưng mà nếu mình dạy cho con mình những cái năng lực quan trọng thì nó đi đâu mình cũng yên tâm. Nó là đứa trẻ rất là yên tâm. Ok hả? Kể cho nghe thêm cái nữa nha. Nhà tôi nuôi bồ câu á. À, bữa nào về nhà tôi chơi, nhà tôi rất là nhiều bồ câu bay khắp nơi loạn xạ. Trứng rồi con rồi nó đẻ tum lum từ trong ra ngoài ha. Và thế là lần đầu tiên má tôi nuôi bồ câu á. Má tôi cái con bồ câu nó ra ràng á, bắt đầu nó có lông có cánh mà nó chưa biết bay, cái đó nó thò cái đầu ra khỏi cái chuồng, nó tập bay nó làm như này. Cái má tôi tự nhiên má tôi đứng nhìn, má tôi nhìn nó, má tôi suy nghĩ của nó rớt xuống chắc chết chưa. Má tôi bắt cái ghế, má tôi leo lên lấy con bồ câu ra ràng bỏ vô cái lồng chim, hằng ngày đem đậu xanh bỏ vô đó cho con bồ câu đó ăn, bỏ nước cho con bồ câu. Đến một ngày con bồ câu nó to tròn, nó béo ù. Sau đó tôi đi về tôi nói: "Má, má con bồ câu bị gì má nhốt đó vậy má?" Cái nói: "Nó không bị gì hết á, má thấy nó bạc bạc bạc, má sợ nó rớt xuống nó chết nên má đem má nuôi nó vậy á." Cái nói: "Thôi má thả nó ra đi, chim là nó tự quay được mà, nó đang tập bay thôi." Cái lạ thay, má tôi kéo cửa cái con bồ câu nó ra nó đi vậy nè. Bồ câu mà suốt ngày nó đi vậy nè. Hiểu không? Cái bắt đầu mấy cái con gà trong nhà tôi, rất là nhiều gà, nhà tôi cũng nuôi nhiều gà ta lắm. Nó nhìn con bồ câu đi cái tướng bắt ghét, nó dí theo nó mổ. Bắt cái con bồ câu nó chạy. Nhìn rất là thảm. Bao nhiêu người biết bồ câu lẽ ra nó bay lên thì làm gì mấy con gà ăn hiếp được? Bao nhiêu người biết gà không có cửa để ăn hiếp bồ câu? Nhưng mà bởi vì má của tôi đã yêu thương con bồ câu sai cách, bà ấy đã không cho con bồ câu nó được học bay. Bởi vì bà ấy bảo vệ tính mạng cho nó.
Nhưng mà đến khi thả nó ra thì bị mấy con gà nó ăn hít. Tức không? Lẽ ra có một câu nhà mình nó phải cất cánh nó bay lên ấy. Nó nhìn gà nó kêu ê ê. Nó có ị lên đầu gà hay không thôi, chứ làm gì có cái chuyện gà mà dí một câu mà cống như vậy. Nhưng chính má tôi là cái người đã làm như này. Là có một câu nó chạy nữa. Má của tôi có thương một câu không? Thương mà. Bao nhiêu người biết má tôi rất thương nó mới làm như vậy. Bao nhiêu người biết làm như vậy là hại nó rồi. Bao nhiêu người biết mình đã hại đứa con yêu thương mình nhiều phát lắm đưa tay. Bao nhiêu người cam kết về sẽ bắt đầu cho nó bay đưa tay nói tôi. Bao nhiêu người cam kết con mình mà âm mù tạc chơi luôn đưa tay nói. Quay người bên cạnh nó chọn âm tới. Ừ. Tôi rất là ao ước muốn nói với anh chị em điều này. Bởi vì con cái của chúng ta nó chính là thế hệ kế tiếp của chúng ta. Đất nước này mà có tốt đẹp hay không nó tùy thuộc vào tụi nó. Mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục để cho con của mình giống như mấy cái con bồ câu bị nhốt trong lòng như vậy thì thả nó ra đời thực sự là thảm hại. Mặc dù nó là những đứa trẻ tuyệt vời. Các anh chị sẽ thấy những đứa trẻ tuyệt vời nó xuất hiện trong căn phòng này. Mà tôi nói cho các anh chị biết, nó đều là những đứa bình thường trước đây. Nhưng bởi vì ba má của nó đã quyết định sẽ trở thành một con người khác. Bà má nó đã cho nó cơ hội làm cái điều mà nó thích và đứng bên cạnh nó, quân sư cho nó, chứ không phải là quản gia nha, quân sư. Người Israel họ rất là chú trọng tới cái gì các anh chị? Hai cái chỉ số. Đó là chỉ số cảm xúc EQ và chỉ số vượt khó AQ. Cái này là cảm xúc nè, chỉ số quản trị cảm xúc và chỉ số vượt khó. Đây là cái dân tộc thông minh, người ta gọi là dân tộc thông minh nhất thế giới. Họ rất là quan trọng chỉ số này. Còn chúng ta thì quan trọng chỉ số nào? Đây Việt Nam Mi nè, Việt Nam là rất là quan trọng IQ, tức là thông minh. 10 điểm. Rồi tạo ra quá nhiều tiến sĩ, kỹ sư thất nghiệp. Chỉ có bằng thôi, chứ năng lực là không có. Năng lực là nằm trên giấy thôi, chứ thực chiến là bó tay. À, đi làm là cứ gây gỗ nhau, ganh tị nhau, đố kỵ nhau, tìm cách chơi nhau. Chả có cái gì. Hai người gây nhau là fighting, là chia tay thôi, chứ không biết cách gì mà xử lý nó. Kiểu vậy. Vậy thì để mà con của mình nó vượt khó, tất cả chúng ta đều biết là để cho người ta từ cái giai đoạn mà sai này nè, làm sai, kinh nghiệm đúng, thành công. Người ta muốn đi được hết hành trình này, có phải người ta phải kiên trì không? Ai đây nghĩ rằng phải kiên trì? Kiên trì là chỉ số quan trọng hàng đầu của sự thành công. Nên là người Do Thái, cái dân tộc thông minh nhất thế giới, những cái người mà giỏi nhất trên thế giới này về tài chính, về khoa học, kỹ thuật, họ đều là những người có gốc gác Do Thái. Giống như Albert Einstein này. Giống như là Facebook là Jack Zuckerberg nè, người Mỹ gốc Do Thái không đấy nhé. Gọi là David Copperfield nè, siêu đẳng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đều là người Mỹ gốc Do Thái đấy. Dân Do Thái được gọi là dân tộc thông minh nhất thế giới. Nghĩ xem có cái dân tộc nào mà 2000 năm vong quốc mà vẫn có thể giữ được văn hóa và quốc gia mình. Thằng ấy rất là thông minh. Họ rất là tập trung vào hai chỉ số này. Nếu mà muốn con của họ mà vượt khó thì có ba cái nguyên tắc họ không bao giờ để cho. Họ luôn tôn thủ ba nguyên tắc này. Ai ở đây thấy con mình không giỏi vượt khó đưa tay, hay bỏ cuộc á, lười á, nó đó. Thì nhớ ba nguyên tắc này của người Do Thái nhé. Đó là không bao giờ họ thỏa mãn trước. Và không bao giờ họ thỏa mãn quá. Và không bao giờ họ thỏa mãn tức thời. Có những người con vừa mới nói mẹ ơi con đói quá, chờ mẹ tí, đang làm việc gì làm dừng lại chạy xuống bếp đây con yêu đó, gọi là thỏa mãn tức thời đó. Hãy làm như thế này nè, con đang đói hả, chờ mẹ tí nha, mẹ đang soạn cái hợp đồng dở 10 phút nữa, hay để cho nó chịu đói thêm 10 phút nữa. Bao nhiêu người biết cho con nhịn đói 10 phút là rất yêu nó đưa tay. Đây, nói về hình dung nha. Mẹ ơi con vừa đi học về, đợi mẹ nhé, chạy ép
Chị lên đỡ. Mẹ ơi, con đi thi mà con quên mất cái cuốn, con đi học mà con quên mất cái cuốn vở bài tập. Mình đưa nó tới trường, xong rồi mình chạy tới công ty, gần tới công ty rồi mà nghe nó nói như vậy lập tức chạy thẳng về nhà. Em đi chạy lên đưa, trễ luôn cái hợp đồng công ty. Mấy cái người đó là cực kỳ tội nghiệp luôn đó. Tội nghiệp con họ và chính họ. Nó nói mẹ ơi, con quên mất cuốn bài tập rồi. Dạ. Thôi con làm sao đó xử lý được. Chừng nào xử lý, mẹ tới công ty rồi, sáng nay mẹ có cuộc họp quan trọng. Mẹ ơi, nhưng mà không có cuốn tập đó được, làm sao mà con được điểm cao, cô giáo sẽ thế này. Ô, mẹ không biết, con hãy rút một cái kinh nghiệm gì đó cho lần sau nhé. Và thế là đi làm. Chiều nó về nó nói, đây con bị một điểm là vì mẹ đó. Mẹ chính là cái người không chịu thương con, không chịu đi lấy sổ cho con. Thật á, mẹ là cái người đã tạo ra việc đó thật á. Mẹ là người tạo ra. Trước khi con đi học, mẹ đã dặn con là kiểm tra mọi thứ. Mẹ có dặn con không? Cô có dặn con không? Cái việc mà con quên đem, con quên bỏ vào, đó là lỗi của mẹ thật á. Chỉ hỏi như vậy thôi, rồi đi. Tự nó sẽ phải suy nghĩ. Sau khi nó bình tĩnh lại, nó thấy nó hơi hồ đồ. Quên tập không phải là lỗi của mẹ. Hãy dạy cho con mình cách để nó xử lý những cái rác rưởi do chính nó gây ra. Hay những người biết rằng phải để cho người ta xử lý, lần sau nó sẽ thông minh hơn. Đừng có thỏa mãn trước, đừng có để thỏa mãn quá. Có những người con thì mới có biết ship, mỗi lần tổ chức sinh nhật là vài chục triệu để cho ít chứ vậy. Có nhiều người nói nhà mình không có thiếu tiền, muốn ăn bao nhiêu ăn đi, ăn đi. Toàn là mấy người hãm hại con cái mình không ấy. Khi một đứa mà nó đã thấy nó thừa mứa rồi thì nó có cần nỗ lực nữa không? Mà tiền đó là tiền của mình nỗ lực chứ có phải của nó đâu. Hãy để cho con mình nó giống như con bồ câu biết bay. Anh chị hình dung à? Hãy để cho con. Ai nghĩ rằng tôi sẽ để cho con của tôi như vậy được đây nơi. Cảm ơn các anh chị, đúng rồi đó. Và chính các anh chị cũng phải làm như vậy. Được không anh chị? Chúng ta nếu mà chúng ta hiểu về não bộ thì chúng ta sẽ giúp được cho cuộc đời của ta rất là nhiều. À, trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu về cái sự khác biệt thì chúng ta sẽ hiểu rằng năng lực của chúng ta là khác nhau. Nên chúng ta không có thấy tự ti vào bản thân. Chúng ta phải tự hào vào bản thân mình. Có những người sở dĩ mà họ không làm cho cuộc sống họ vang dội được là tại vì họ thấy họ dở. Anh chị vô à, họ thấy họ không có giỏi. Và con của họ sở dĩ không vang dội được là nó thấy nó không có giỏi. Tại vì ba mẹ của nó đã không chỉ cho nó thấy nó giỏi ở chỗ nào. Còn đến Outlier Camp, các cha mẹ Inspire của chúng sau khi đã học các cái khóa về Inspire Be New, họ trở về trong một cái trạng thái khác. Họ học những cái phương pháp dạy con cái của mình và sau đó họ biết cách để họ dạy con của họ. Họ thấy con của họ gặp khó khăn, họ biết là cái khó khăn này phải giải quyết sao. Cái khó khăn này phải giải quyết sao. Đúng không ạ? Họ không bao giờ có những cái sỉ nhục con họ theo cái kiểu là mày học gì ngu quá, tao chưa thấy đứa nào ngu như mày á. Mày không bằng gốc của ba mày ngày xưa, ông bằng gốc tao ngày xưa, tao xưa đi học rồi thế này. Họ không hiểu rằng họ sinh ra để đi học, còn con của họ sinh ra để làm chuyện khác. Bao nhiêu người biết có những người sinh ra không phải để đi học, họ sinh ra để sáng tạo. Nè, vĩ nhân của thế giới, ông tên là gì? Thomas Edison. Ông ấy là người đã tạo ra cái bóng đèn. Ông ấy là người mà tạo ra, anh chị mà đang ghi âm để về nhà nghe đó, là phải cảm ơn Thomas Edison. Ông ấy chính là người tạo ra công nghệ ghi âm đầu tiên trên thế giới. Ông ấy, các anh chị bỏ máy nhạc nghe là phải nhớ tới Thomas Edison. Phải nhớ rất rất hàng trăm cái công trình để đời cho thế giới này bắt đầu từ một con người. Đặc biệt là người đã tạo ra cái mặt trời thứ hai cho nhân loại này là Thomas Edison. Ông ấy học lớp mấy? Đại học nào? Ông ấy chưa học hết cấp 1 đâu. Lúc mà ông ấy đi học, bởi vì ông ấy thuộc cái nhóm là cái người sáng tạo, không có giỏi luận lý. Ông ấy ngồi tí là ông ấy bắt đầu mơ mộng, nghĩ ra đủ trò đủ kiểu ấy. Trong lớp thì không có tập trung, nghĩ ra cái bắt đầu mượn cái đồ của thằng này, gắn cái này xong làm cái này xem, cuối cùng bể đồ của người ta, đúng không? Rồi bắt đầu lấy cái này đốt vào xem nó có nhả ra không, rác. Tức là ông ta cứ ngồi nghĩ ý tưởng, ông nó cứ bay bổng rồi tưởng tượng. Thầy giảng thì ông cứ ngồi nhìn cửa sổ. Thầy hỏi Edison, dạ, mọi người giảng cái gì? Dạ,
Hiểu không ạ? Không biết. Có nhiều phụ huynh ở đây cũng đang đau đầu vì con nó học không tập trung. Suốt ngày cứ nói thầy tôi khổ tâm, con em nó học không tập trung. Họ không hiểu rằng lẽ ra họ phải nói ơn trời đã ban cho em một đứa con thiên tài. Và khi Edison cứ liên tục suy nghĩ, liên tục tưởng tượng như vậy, thành tích học tập thì không tốt, gia đình cứ liên tục phải đi họp phụ huynh, họp phụ huynh liên tục. Chị Trang ngày xưa là đi họp phụ huynh liên tục về Huỳnh Lâm Tính đấy nhé. Chiều nay chiều mai sẽ coi đứa bé tuyệt vời, một niềm tự hào của chúng tôi, trong cộng đồng của chúng tôi. Edison cứ phải bị cha mẹ cứ đi họp, mẹ cứ đi họp mãi. Một ngày ông hiệu trưởng ông ghi cái thư, ông nói Edison đem về cho mẹ, không có được mở ra nha. Thế là ông ấy đem về, ông đưa cho mẹ, mẹ thầy đưa thư nè, mẹ sẽ đọc. Bắt đầu mặt bà ấy chùng xuống, nước mắt bắt đầu chảy. Edison hỏi mẹ người ta nói cái gì mà mẹ khóc vậy? Thưa bà, con bà là một thiên tài, chúng tôi ở trường này không đủ năng lực để dạy con bà, xin bà hãy đem con bà về nhà dạy, chúng tôi không có đủ giáo viên để dạy thiên tài. Đó, cất, chính thức bị nghỉ học. Và về nhà thì con người của ổng thì là vậy thôi, lại tiếp tục mơ mộng, lại tiếp tục ý tưởng, lại tiếp tục qua hàng xóm mượn cái này mượn cái kia, phá mượn, nói mượn cho vui chứ không hề xin phép, và lại liên tục tạo ra những cái rốc lông trong cuộc đời của ổng. Mỗi lần hàng xóm kêu bà ơi qua mà đem con nghịch ngợm qua về đi, thế là phải chạy qua, đi về, xin lỗi bác đem con về. Đi xa xa nhìn thấy người ta không thấy nữa, họ không biết đâu con là thiên tài. Đang ngồi làm việc lật rau lại nghe bà ơi qua đem con bà về đi, chạy qua, xin lỗi con đi về con. Đi xa xa khỏi hàng xóm, họ không biết đâu con là thiên tài. Và ông ấy đã trở thành thiên tài thật. Ông ấy đã chế tạo ra cái mặt trời thứ hai cho nhân loại. Và hàng trăm cái công trình để đời, người ta gọi Edison là vĩ nhân. Và một ngày đẹp trời, lúc đó mẹ ông đã qua đời nhiều năm, ông ấy đi qua phòng của mẹ, dọn dẹp mọi thứ trong phòng cho sạch sẽ. Ông ấy kéo cái ngăn ra, ông ấy thấy có cái lá thư năm nào, ông ấy lật ra, ông ấy đọc, nhìn thấy người ta ghi thế này: thưa bà, chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng con bà nó vừa ngu mà vừa lì. Chúng tôi không thể tiếp tục để cho trong trường chúng tôi có một cái đứa như thế này được. Nó ảnh hưởng tới thành tích của trường chúng tôi. Bà đem con về đi, cái loại mà ngu mà lì thì chúng tôi không thể dạy. Theo các anh chị, bà mẹ của Edison có năng lực nhìn ra thiên tài không? Không. Lịch sử ghi lại là bà ấy là một người phụ nữ bình thường, nhưng bởi vì bà ấy có một tình yêu thương thực sự với con của bà ấy. Bà ấy biết rằng dù là con của mình nó giỏi hay nó dở thì nó cũng là cái tình yêu lớn nhất trong cuộc đời này của bà ấy. Bà ấy không cần nó phải có điểm 10, bà ấy cần nó được sống là chính nó. Dù nó có là ai, bà ấy cũng yêu nó nhất trên đời này. Bà ấy không sinh nó ra để bắt nó phải trở thành một tiến sĩ. Hồi đó bà ấy đẻ nó không hề có ý định bắt nó phải trở thành một đứa điểm 10, không hề lập ra một cái KPI, một cái kế hoạch đẻ con ra để nó trở thành một ai hết. Đơn thuần nó là nó, tính thì yêu con không phải vì con giỏi. Đó là câu nói rất là quyền lực, một câu nói rất là quyền lực. Đó là mẹ yêu con không phải vì con giỏi, mà đơn thuần vì mà con là con của mẹ. Bà yêu con không phải vì con giỏi, mà đơn giản bởi vì con là con của bà nên bà yêu con, thế thôi. Câu nói đó vô cùng thần thánh và quyền lực, bởi vì nó tác động đến cái tầng sâu nhất của con người, đó là tình yêu thương. Khi một người họ cảm nhận được tình yêu thương, trong cuốn hồi ký Edison đã viết: trong cuộc đời này, thành công của tôi ngày hôm nay là bằng 1% cảm hứng mà mẹ đã trao cho tôi, cộng với 99% là sự nỗ lực của cá nhân tôi. Và tôi có thể làm mọi thứ, nhưng có một thứ tôi không bao giờ làm, đó là làm cho mẹ tôi thất vọng. Bởi vì người mẹ
đã yêu con mình bằng một tình yêu thực sự thuần khiết của một người mẹ, nên đã chạm đến trái tim của ông ấy. Và ông ấy nói rằng: tôi có thể làm mọi thứ trừ một thứ tôi không bao giờ làm, đó là làm cho mẹ của tôi thất vọng. Bao nhiêu người biết rằng khi mình ai đó yêu mình thật sự, mình sẽ nỗ lực vì người ấy. Tôi cũng vậy. Đã nhiều lần tôi gục ngã, tôi rất là mệt mỏi, tôi muốn nằm bẹp ra cho nó xong chưa. Vì thật ra cũng có quá nhiều người có cần phải nỗ lực gì đâu. Hình dung à? Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới mẹ của tôi lại nhớ về sự hy sinh của bà ấy cho anh em tôi. Tôi không thể để cho bà ấy sống một cái tuổi già khổ cực được. Tôi cần phải làm một cái gì đó cho mẹ của mình, cho cha của mình. Vì vậy tôi đã nỗ lực để vượt qua cái khó khăn. Nếu mà những người làm cha làm mẹ ngồi ở đây nghe hiểu điều này, thì họ sẽ có một cái đứa con rất tuyệt vời. Đó là một tình yêu thương thuần khiết. Mẹ yêu con không phải vì con giỏi, không phải vì con có điểm 10, mà vì đơn giản con là con của mẹ. Bà ấy đã nói liên tục như vậy trong suốt cuộc đời này, rằng con là thiên tài. Hình dung không? Người ta không, bà ấy hiểu rằng là chỉ cần cứ cho đứa trẻ nó được sống là chính nó, tự nhiên nó sẽ vui. Không có cần biết nó có phải là ông này bà nội không, bà ấy không có quan tâm. Bà đâu có quan tâm. Bà ấy chỉ quan tâm là ở bên cạnh của con, yêu thương con, đồng hành cùng với nó, và để cho nó được sống trong tình yêu thương. Đối với bà ấy là quá đủ. Ai ở đây nhớ lại đi, cảm giác lần đầu tiên mà mình biết mình có baby á, ai cảm nhận được hồi đó mình rất là hạnh phúc được. Mấy người ngoài kế hoạch thì không cần đưa tay. Cảm giác rất là hạnh phúc đúng không? Và đặc biệt là cái cảm giác mình sinh nó ra đời, ai đây rất là hạnh phúc. Đã ơi đã, nhìn con mình nó tròn trịa đến với thế giới, vui ơi vui. Lúc đó mình có ý định đặt KPI gì cho nó không? Rõ ràng là chúng ta đâu có đâu, nhưng cuộc sống nó cứ cuốn chúng ta vào. Chúng ta liếc qua bên cạnh thấy con người ta 10 điểm, liếc qua này thấy con ăn xuất sắc, cái tự nhiên nó tác động tới mình, cái mình cũng muốn con mình phải giống này, giống này. Nếu mà con của mình nó giống thì quá tuyệt, nhưng mà tội nhất trên đời là con của mình là thiên tài sáng tạo. Nó đến thế giới này không phải để cộng trừ nhân chia logic, mà nó đến để thay đổi thế giới. Albert Einstein có câu nói rất nổi tiếng: khi mà anh giỏi về logic thì anh đi được từ điểm A tới điểm B một cách chính xác. Khi mà anh giỏi về logic thì anh dễ dàng đi được từ điểm A tới điểm B. Nhưng khi mà anh giỏi về sự sáng tạo thì anh có thể đi tới từ điểm A tới bất cứ cái điểm nào mà anh muốn. Sáng tạo là không có không gian khoảng cách gì, nó có thể tạo ra sự đột phá, nó có thể tạo ra sự mới mẻ. Mà thế giới này có tốt lên hay không là nhờ cái sự cải tiến mới mẻ, phải không? Phải vậy không? Vậy thì nếu mà chúng ta thấy đứa con của mình một điểm, thậm chí bị đuổi học, chúng ta phải mừng và nói: cảm ơn trời, cảm ơn con, thiên tài của mẹ. Bao nhiêu người biết rằng có những đứa trẻ đến thế giới này không phải để học giỏi nữa thầy. Nhưng mà tôi nói cho biết nè, đứa nào cũng có khả năng học giỏi. Vì cái lượng neuron của chúng ta ở đây, dù nó có ít đến cỡ nào thì nó cũng đủ để chúng ta học giỏi, thậm chí là siêu giỏi. Nhưng mà nếu chúng ta nhiều thì học một biết một, còn chỗ đó mà ít, học ba mới biết một. Nên ông bà mình có cái câu cần cù bù thông minh.